Xin chào các nhà đầu tư thân mến và chào mừng các nhà đầu tư đến với kênh YouTube Học Trải Nghiệm Tài Chính Cá Nhân Tiền Của Tôi Official. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các nhà đầu tư về một cái trải nghiệm và cũng là một cái lăn tăn của rất nhiều nhà đầu tư khi tham gia đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Đó chính là cái việc xác định cái giá bán trái phiếu như thế nào để mà đạt được cái kỳ vọng của mình cũng như là đạt được cái kỳ vọng của người mua trái phiếu của mình. Cái trái phiếu mà tôi sẽ chia sẻ với các nhà đầu tư đó chính là trái phiếu iBond BRICS, là trái phiếu linh hoạt đó. Thì thực ra cũng chỉ có trái phiếu iBond BRICS thì nhà đầu tư mới có thể bán được thôi ở trên cái nền tảng iConnect của Techcom Security. Vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu những cái thông tin như thế nào để mà trước khi thực hiện giao dịch mua bán trái phiếu linh hoạt, đúng không ạ? Các cái yếu tố để xác định giá bán của trái phiếu thì chúng ta sẽ có 3 cái yếu tố để xác định nhé. Thứ nhất đó là kỳ vọng cái lãi suất thực nhận của nhà đầu tư. Nhà đầu tư mong muốn là lãi suất của mình là bao nhiêu? 3%, 5%, 7% hay 9% hay 10%? Đó là kỳ vọng của nhà đầu tư. Đó. Nhà đầu tư phải xác định rõ được cái lãi suất kỳ vọng này. Thứ hai đó chính là lãi suất bình quân trái phiếu trên thị trường. Cái lãi suất này thì có thể xem ở trên cái iConnect hoặc là quảng cáo đấy, thì có thể nhìn thấy được cái lãi suất trái phiếu trên thị trường. Cái thứ ba đó chính là cái lãi suất tham chiếu của ngân hàng Techcombank và của một số ngân hàng mà mình đang gửi tiết kiệm đó. Cái cách tính giá bán trái phiếu thì có hai cách. Một là tính giá bán trái phiếu theo lãi suất, đó là cách một. Hai là tính giá bán trái phiếu so với mệnh giá thôi, rất là đơn giản như vậy. Và cái công thức tính thì mình sẽ tính dựa trên hai cái cách đó. Thứ nhất là tính lãi suất bán trái phiếu, thì lãi suất bán trái phiếu sẽ bằng tổng giá trị bán dự kiến cộng với coupon, trừ đi giá trị đầu tư ban đầu, trừ đi phí giao dịch, trừ đi thuế thu nhập cá nhân, nhân với 365 ngày, chia cho số ngày đầu tư thực tế nhân với giá trị đầu tư ban đầu. Đó. Thứ hai đó là công thức tính giá bán trái phiếu so với mệnh giá, thì giá bán trái phiếu sẽ bằng lãi thực nhận trừ đi coupon cộng với giá trị đầu tư ban đầu, chia cho 1 trừ đi tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân, trừ đi tỷ lệ phí giao dịch, nhân với cả số lượng trái phiếu. Đó. Thì nó sẽ ra được cái giá bán trái phiếu, tức là 101.000 hay 102.000 hay 103.000 đấy, vân vân. Thì chính là tính theo công thức này. Và cái lãi thực nhận này này nó sẽ bằng lãi suất kỳ vọng nhân với giá trị đầu tư ban đầu nhân với thời gian đầu tư thực tế và chia cho 365 ngày. Thế thì cái lãi suất kỳ vọng này là được tính theo năm nhé. Ví dụ như là 3% một năm hay 5% một năm hay 9% một năm, đó, ví dụ như thế. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn cái xem cái cách tính giá bán trái phiếu linh hoạt ở trên file Excel để mà mình sử dụng để mình áp giá bán khi mà mình giao dịch mua bán trên cái chợ giao dịch trái phiếu iConnect của Techcom Security các bạn nhé. Xin mời các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Trải Nghiệm Tài Chính Cá Nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, bạn vào YouTube và gõ từ khóa Tiền Của Tôi. Sẽ có rất nhiều các bài học mới nhất ở đây các bạn có thể học các bạn nha. Để đăng ký và nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube Tiền Của Tôi, bạn ấn vào đăng ký và ấn vào nút chuông các bạn nha. Xin chào các bạn, như mình chia sẻ thì mình sẽ review trên cái màn hình đầu tư của trái phiếu linh hoạt trên TC Invest cho các bạn xem. Đây là cái trái phiếu SGP 128 đúng không các bạn? Vấn đề là khi mua trái phiếu linh hoạt thì mình sẽ bán trước hạn. Đó, bán trước ngày đáo hạn. Thế thì bán trước ngày đáo hạn thì lãi suất kỳ vọng của mình sẽ là bao nhiêu đúng không ạ? 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hay là một cái ngày nào đó. Thì ở đây trên cái bảng tính là Techcom Security họ tính dự kiến cho mọi người. Ví dụ như là 1 tháng thì lãi suất đã tái đầu tư là 3.35, còn chưa tái đầu tư cũng 3.35. 3 tháng thì là 6.41%, 6 tháng là 7.17% và 9 tháng là 5.98%. Đó,
À, đây là số tháng còn lại. Và đây là giá bán, tức là cái minh họa thôi các bạn ạ. Minh họa thôi. Và để tính được cái giá kỳ vọng hay là cái lãi suất kỳ vọng thì thực tế ra là chúng ta phải có một cái bảng tính Excel tính cụ thể thì mới tính được. Còn cái bảng này thì minh họa để các bạn tham khảo thôi, bởi vì là cái lãi suất thì dựa trên cái lãi suất tham chiếu thôi, nó cũng không chính xác lắm. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy đây, lãi suất tham chiếu này thì Techcom sẽ kêu họ tính. Thì mình sẽ tính ở cái file Excel cho các bạn xem nó rõ hơn, nhìn thấy lãi suất kỳ vọng là bao nhiêu, giá bán sẽ là bao nhiêu các bạn nhé. Mình đã làm cái file Excel rất là chi tiết để bán cái trái phiếu mà mình vừa mới mô tả. Đó. Thì có hai cách tính đúng không các bạn? Như lúc nãy mình chia sẻ trên slide là bảng tính giá bán trái phiếu theo lãi suất và bán trái phiếu theo theo mệnh giá đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ xem từng cái một nhé. Đây này, mình trước hết mình xem cái bảng tính giá bán trái phiếu theo lãi suất đi. Tức là ở đây là câu chuyện là gì? Mình sẽ phải xác định được là lãi suất kỳ vọng của mình là bao nhiêu, đúng không ạ? Mình nhập cái lãi suất kỳ vọng của mình là bao nhiêu. Đó. Sau đó thì mình mới xác định được ra cái giá bán của mình sẽ là bao nhiêu. Mình ví dụ như lãi suất kỳ vọng của mình là 4.41% thì cái giá bán của mình sẽ là 103.790 đồng. Và cái thời gian đấy ạ. Thời gian tùy theo thời gian tương ứng. Đó thì các bạn phải dựa trên cái thời gian này này thì các bạn mới tính được, đúng không ạ? Và cũng dựa trên cả cái lãi suất thị trường này và lãi suất ngân hàng này, gửi tiết kiệm này. Đó, thế thì nếu mà mình thay đổi sao? Ví dụ một tháng mình muốn nó cao hơn đi. Mình muốn là 4.7% xem nào. Ví dụ như 4.7% thì giá bán của mình sẽ là 103.000 814 đồng. Tương tự với kỳ hạn 3 tháng cũng thế. 6 tháng, 9 tháng hay đáo hạn. Ví dụ 9 tháng nhá, mình muốn là 7% cơ. Đó, mình muốn 7% chứ mình không muốn 6,33 nữa. Xem giá bán nó bao nhiêu nhá. Là 104.227 đồng. Đó. Thế thì công thức tính thì cũng dễ rồi đúng không ạ? Vì cái phần trước đấy mình có chia sẻ công thức tính, ở đây mình tính file Excel thôi chứ mình mô tả lại công thức tính nữa để các bạn đỡ mất thời gian đúng không ạ? Ở cái cách thứ hai đó là chúng ta sẽ xác định cái giá bán trái phiếu theo mệnh giá đi, tức là mình tính mệnh giá trước đúng không, xong mình mới ra được lãi suất. Đó. Cách này thì không hay được áp dụng đâu, mà cách này thì mình tham khảo thôi. Ví dụ nhá, mình ví dụ nhá, mình bán là 103.780 đồng thì nó ra lãi suất là 4.24%. Ví dụ mình bán là 103.980 đồng thì nó sẽ ra là 6.71%. Đúng không ạ? Nhưng kỳ hạn 1 tháng làm sao được 6.71%, đúng không? Thế là chỉ có khoảng độ 680 hoặc đến 780 thôi. Ví dụ 680 sẽ ra là 3.06%. Thực ra là bạn bán càng rẻ thì dễ bán thôi, còn nếu bán càng cao thì càng khó bán. Đó, sau cứ so với lãi suất tiết kiệm này với cả so với lãi suất trên thị trường này, đó, trên thị trường đó, thì cứ bạn cứ so như thế này thì các bạn dễ bán đấy. Khi nó càng tiệm cận với lãi suất tiết kiệm thì bạn càng dễ bán, tức là người mua của bạn sẽ được hưởng lãi suất cao hơn, đúng không ạ? À, bạn bán rẻ thì người mua sẽ hưởng cao thôi, tại vì nó cùng một gói coupon đấy thôi mà, khác gì nhau đâu. Đó, thì chính cách tính này thì nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng xác định được cái giá bán trái phiếu như thế nào để cho nó phù hợp nhất mà dễ bán được nhất. Đó thì mình chia sẻ với bạn hai cách tính và ưu tiên áp dụng là tính giá bán theo lãi suất này, lãi suất kỳ vọng này. Đó, bạn nhập lãi suất kỳ vọng vào, sau đó thì bạn ra được cái giá bán. Thì khi bạn ra được cái giá bán ý, thì bạn nhập được vào cái bảng giá. Đây là cái màn hình thỏa thuận giao dịch trái phiếu này này, các bạn nhìn thấy không? Thì các bạn bán là bán ở trên này. Thì bán ở trên này thì có mấy cái thông tin mà các bạn phải nhập là mã trái phiếu này. Đó, mình ví dụ như mình muốn bán Man San nhé. Đó. Thì bây giờ mình sẽ phải nhập là gì? Một là đơn giá này.
Đấy, ưu tiên là nhập đơn giá cho dễ đi, đúng không ạ? Ví dụ như 103 880 này, đó, rất dễ đúng không ạ? Thế thôi, mình nhập vào mình bán, đó nó sẽ ra được là lãi suất bên mua được hưởng mà chưa tái đầu tư sẽ là ra là 6.84% thì cũng dễ rồi đúng không ạ? Thì cũng dễ cho bên mua để người ta hưởng cái lãi này. Thế thì hoặc là các bạn có thể là nhập cái lãi suất mà bên mua sẽ được hưởng nữa này. Đó. Thì thông thường ấy là mình sẽ ưu tiên là mình nên nhập giá bán vậy. Thì nó dễ dễ tính. Đó, mình tính giá bán thì mình sẽ ra được cái lãi suất kỳ vọng của mình ở đây. Đúng không ạ? Đó, đây kỳ vọng đây. 4.7 ra cái này. Đó, ok. Rất là dễ hiểu rồi đúng không ạ? Đấy. Cái thông tin này rất là quan trọng để các bạn có thể tính được giá bán đấy, đơn giá đấy. Bạn cứ nhập theo giá và bạn tính theo lãi suất kỳ vọng của bạn đây. Kỳ vọng, tôi kỳ vọng là từng này thì ra được cái giá bán này và nhập cái giá bán này của bạn. Đúng không ạ? À, để tìm hiểu sâu hơn về đầu tư trái phiếu tại Techcom Security thì các bạn có thể là tham gia thảo luận tại group cộng đồng nhà đầu tư Techcom Security trên Facebook nhé. Đây là cái đường link để các bạn có thể xem này. À, và nếu các bạn chưa có tài khoản thì đăng ký mở tài khoản free theo link ở dưới phần mô tả ở phần bình luận. À, và thực sự thì ở Techcom Security thì mở tài khoản rất là dễ vì chỉ có thể mở online và tại nhà thôi. À, thoải mái, không phải đi đến công ty chứng khoán để mở, không phải qua ngân hàng đâu. Thứ ba nữa là nếu mà các bạn chưa có nhà tư vấn tài chính tại TCBS thì có thể nhập cái mã 105C041670, đây là mã để mà chọn nhà tư vấn là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn trong group đây ạ, trong group này ạ, mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn hoặc là tư vấn qua fanpage đó. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là truy cập vào blog tiền của tôi.vn để học 26 cái bài học đầu tư trái phiếu TCBS rất là cơ bản mình đã làm ở đây. Và mình chúc các bạn sẽ có rất nhiều những cái trải nghiệm thú vị và đầu tư một cách đơn giản, bền vững và thực sự là an tâm tại TCBS. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.